đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Vừa được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, Bùi Tiến Dũng đã bị trả về câu lạc bộ. Chu Dê có vượt qua kỳ tích của huấn luyện viên Park Hang-seo. AFC nói điều bất ngờ về huấn luyện viên Chu Dê trước Asian Cup. Vừa được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, Bùi Tiến Dũng đã bị trả về câu lạc bộ. Trung vệ Bùi Tiến Dũng rút khỏi đội tuyển Việt Nam vì vấn đề sức khỏe. Bùi Tiến Dũng được huấn luyện viên Chu Dê triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam. Anh có mặt trên tuyển ngày hôm nay, 31 tháng 12 và được các bác sĩ kiểm tra y tế. Tuy nhiên, cầu thủ của Thể Công Viettel gặp vấn đề về mặt sức khỏe nên không đủ thể lực tập luyện và thi đấu. Trong bối cảnh chỉ còn 4 ngày nữa là đội tuyển Việt Nam sang Qatar tập huấn, huấn luyện viên Chu Dê quyết định trả Bùi Tiến Dũng về câu lạc bộ để nghỉ ngơi và phục hồi. Bùi Tiến Dũng là một trong ba cầu thủ được gọi bổ sung ở đợt tập trung lần này cùng Hồ Tấn Tài, Phạm Văn Luân. Lực lượng của đội tuyển Việt Nam gặp biến động lớn so với danh sách 34 cầu thủ ban đầu. Hoàng Văn Toản, Nguyễn Thành Trung, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Đức Chiến đều bị trả về vì những vấn đề liên quan đến chấn thương. Tối nay, toàn đội bắt đầu buổi tập đầu tiên. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được phép nghỉ một ngày để chuẩn bị cho đám hỏi diễn ra vào ngày mai. Sau đó anh sẽ trở lại đội tuyển để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023. Huấn luyện viên Chu Dê có thể bổ sung các cầu thủ xuất sắc của đội U23 tập cùng đội tuyển quốc gia. U23 Việt Nam hiện tập tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam để hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2024. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar ngày 5 tháng 1. Huấn luyện viên Chu Dê mang theo 30 cầu thủ trước khi loại tiếp 4 người để chốt danh sách 26 cầu thủ. Trong thời gian tập huấn, đội tuyển Việt Nam thi đấu trận đấu giao hữu mang tính tổng duyệt với Kyrgyzstan ngày 9 tháng 1. Trận ra quân ngày 14 tháng 1, đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản. Sau đó là các trận đấu với Indonesia ngày 19 tháng 1 và Iraq ngày 23 tháng 1. Đội tuyển Việt Nam đều vào tứ kết trong hai lần tham dự trước vào các năm 2007 và 2019. Huấn luyện viên Philippe Chu Dê từng vô địch Asian Cup 2000 cùng với đội tuyển Nhật Bản. Chu Dê có vượt qua kỳ tích của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngày cuối cùng của năm 2023, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã đón nhận những tin không vui khi nhiều cầu thủ gọi lên tuyển đã bị chấn thương nên không thể tham dự Asian Cup 2023. Sau khi tiền vệ Hoàng Văn Toản và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn phải chia tay đội tuyển do chấn thương, đến lượt hai trung vệ là Nguyễn Thành Trung và Bùi Tiến Dũng, thủ môn Đặng Văn Lâm cùng với cầu thủ đa năng Nguyễn Đức Chiến có thể chơi ở tuyến phòng thủ hoặc tiền vệ phải chia tay đội tuyển cũng vì lý do chấn thương. Như vậy, dù chưa tập buổi nào, đội tuyển Việt Nam đã phải nói lời chia tay với 6 người, đó là chưa tính đến 4 tuyển thủ gồm trung vệ thủ quân Quế Ngọc Hải, trung vệ Đỗ Duy Mạnh, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương, chưa biết có thể đạt được thể trạng tốt nhất khi Asian Cup 2023 diễn ra tại Qatar từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2 năm 2024 hay chưa. Đội tuyển Việt Nam, thời kỳ mới. Asian Cup 2019 là giải đấu châu Á thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam khi đội tuyển đã vào đến tứ kết và chỉ chịu thua Nhật Bản 0-1. So với Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam hiện chỉ còn 7 cầu thủ, đó là Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Văn Toản, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh. Hàng loạt tên tuổi của thế hệ từng đưa đội U23 Việt Nam vào chung kết giải U23 châu Á 2018 diễn ra tại Thường Châu, Trung Quốc cũng như giúp bóng đá Việt Nam nâng cao vị thế sau đó nay đã sa sút bóng độ hoặc do chấn thương nên đã bị kẹt tên khỏi đội tuyển như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Bùi Tiến Dũng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Minh Vương, Phạm Đức Huy, Hà Đức Trinh, Phan Văn Đức và Đoàn Văn Hậu. Ngay cả 7 người cũ thì cũng có đến 42% đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương là Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Linh, còn Hùng Dũng thì đã qua thời kỳ đỉnh cao. Quang Hải vẫn loay hoay tìm lại hình ảnh ngày xưa, chỉ có mỗi Văn Toản vẫn duy trì được phong độ như trước đây. Do đó, huấn luyện viên Philippe Chu Dê hoàn toàn có lý do gọi vào đội tuyển nhiều gương mặt mới chuẩn bị cho thời kỳ hậu Thường Châu năm 2018. Hy vọng những gương mặt vừa trẻ vừa mới. Người hâm mộ đã dần quen với cách tuyển chọn cũng như dùng người của huấn luyện viên Chu Dê và lần tập trung này vẫn thế khi có hai tân binh cùng ở tuyến phòng ngự là Lê Ngọc Bảo và Đỗ Thanh Thịnh. Cả hai đã giúp cho bức tường phòng thủ của đội Bình Định thêm vững chắc và góp phần không nhỏ vào 3 trận thắng liên tiếp tại V-League. Qua đó đưa Bình Định lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League sau 8 lượt đấu. Sự có mặt của Ngọc Bảo và Thanh Thịnh sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh tích cực ở hàng thủ với Võ Minh Trọng, Hồ Văn Cường, Giáp Tuấn Dương, Hồ Tấn Tài và những người khác. Một gương mặt mới nữa của lần tập trung này chính là Nguyễn Hải Long đang chơi ấn tượng trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên, tuyến giữa rất chật chội với những Nguyễn Thái Sơn, Triệu Việt Hưng, Hùng Dũng, Trương Tiến Anh, Phạm Xuân Mạnh, Lê Phạm Thành Long. Do đó Hải Long có trụ lại được hay không lại là hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của anh. Bởi ngay cả tiền vệ kỳ cựu Hoàng Đức cũng chưa chắc chắn xuất chính thức. Tuyến tiền đạo do Thanh Nhàn phải rời khỏi đội tuyển vì chấn thương, nhưng huấn luyện viên Chu Dê vẫn còn hai chân sút thế hệ mới, đó là Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Văn Tùng bên cạnh ba cựu binh là Phạm Tuấn Hải, Tiến Linh và Văn Toàn. Đặc biệt cầu thủ 19 tuổi Đình Bắc là được kỳ vọng hơn cả khi anh chơi rất nổi bật trong màu áo đội Quảng Nam cũng như là đóng góp một bàn trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước chủ nhà Philippines tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Điểm qua 3 tuyến rõ ràng là sự cạnh tranh không khoan nhượng giữa các cầu thủ để có được vị trí chính thức và đây là tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam khi tất cả đều phải cố gắng thể hiện được phong độ tốt nhất.
Đáng tiếc do Văn Lâm chấn thương, nếu không chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc cạnh tranh thú vị giữa hai Việt kiều nhập tịch là Đặng Văn Lâm và Nguyễn Philip. 3 tháng, 3 trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Trong 3 tháng đầu năm 2024, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận quan trọng trước Indonesia và đều mang tính chất quyết định đến số phận của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2024 cũng như là tại vòng loại World Cup 2026. Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Trên lý thuyết, hai vị trí đầu bảng gần như đã thuộc về Nhật Bản và Iraq. Do đó, để vượt qua vòng bảng, đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng Indonesia trong trận đấu diễn ra vào ngày 19 tháng 1 để hy vọng có được suất vé vớt dành cho 4 trong số 6 đội bóng đứng ở vị trí thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam hiện đứng nhì bảng với 3 điểm sau 2 trận, thắng Philippines và thua Iraq. Còn Indonesia có 1 điểm, hòa Philippines và thua Iraq. Nếu giải quyết tốt 2 trận đấu gặp Indonesia vào ngày 21 và 26 tháng 3, gần như chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ đạt chỉ tiêu có mặt ở vòng loại thứ 3. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam sẽ bị loại nếu không vượt qua được Indonesia. Đội tuyển Việt Nam sẽ chốt danh sách 30 cầu thủ sang Qatar tập luyện và đá giao hữu với Kyrgyzstan ngày 9 tháng 1, rồi loại thêm để chọn lại 26 cầu thủ dự Asian Cup. Với lịch thi đấu từ Asian Cup đến vòng loại thứ 2 World Cup 2026, chúng ta dễ dàng nhận thấy 3 tháng đầu năm 2024 sẽ quyết định đến thành tích của đội tuyển Việt Nam. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, huấn luyện viên Chu Dê sẽ vượt qua được cái bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam. AFC nói điều bất ngờ về huấn luyện viên Chu Dê trước Asian Cup. Trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã có bài viết giới thiệu về các huấn luyện viên ở bảng D vòng chung kết Asian Cup 2023. Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng Giêng và đầu tháng 2 năm sau. Khi ngày khai mạc đang đến gần, trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã có những bài viết về các đội tuyển tham dự. Ngày hôm nay, AFC giới thiệu các huấn luyện viên trưởng ở bảng D với các đội tuyển Nhật Bản, Iraq, Việt Nam và Indonesia. Chúng tôi xin tạm lược dịch như sau. Sự ổn định là điều mà người ta có thể nói về Nhật Bản. Á quân năm 2019 là một trong hai đội giữ nguyên vị trí huấn luyện viên trưởng ở kỳ Asian Cup trước đó. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu bước vào năm thứ 5 trong nhiệm kỳ dẫn dắt Samurai Blue. Tuy nhiên, chiến lược gia 55 tuổi không phải là cái tên quen thuộc duy nhất của Asian Cup trong bảng đấu này. Thực tế, Moriyasu sẽ bắt đầu chiến dịch bằng cuộc đối đầu với cựu huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản, người đang làm nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, Philippe Chuzier. Chiến lược gia người Pháp từng giúp đội tuyển Nhật Bản lên ngôi châu lục tại Liban năm 2000. Ông cũng từng dẫn dắt Qatar tại giải đấu năm 2004 trên đất Hàn Quốc. Huấn luyện viên Philippe Chuzier ký hợp đồng với VFF vào tháng 3, thay thế cho nhà cầm quân có thời gian phục vụ đội tuyển quốc gia Việt Nam lâu nhất lịch sử, đó là huấn luyện viên Park Hang-seo, người từng giúp những chiến binh sao vàng vào đến tứ kết ở giải đấu trên đất UAE vào năm 2019. Nếu như huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia tay đội tuyển Việt Nam, thì ở bảng D vẫn còn một đại diện Hàn Quốc, ông Shin Tae-jong, đã dẫn dắt Indonesia giành vé vào vòng chung kết Asian Cup lần đầu tiên kể từ năm 2007, giải đấu mà Indonesia là đồng chủ nhà. Nhà cầm quân 53 tuổi từng tham dự Asian Cup vào năm 1996 với tư cách là cầu thủ. Cái tên còn lại của bảng D là huấn luyện viên trưởng Iraq Jesus Kassad. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha là một ẩn số trước khi nắm quyền dẫn dắt những chú sư tử vùng Lưỡng Hà. Ông từng trải qua sự nghiệp ở các giải đấu hạng dưới của bóng đá Tây Ban Nha trước khi đóng vai trò trợ lý của huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique. Sau 12 tháng nắm quyền ở đội tuyển Iraq, ông giúp quốc gia nằm ở khu vực Trung Đông này thay đổi một cách tích cực, đem đến hy vọng về một giải đấu thành công trên đất Qatar.